Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình phát quà từ thiện nha cả nhà. Hôm nay thì Uyên Quỳnh rất là vui vì mình đã làm được một việc mình cảm thấy là rất là thích. Đó là nhờ những mạnh thường quân ủng hộ chương trình của Uyên Quỳnh, nhờ những mạnh thường quân giúp đỡ mà hôm nay chúng ta sẽ có một buổi phát gạo từ thiện, phát quà từ thiện. Rất là vui, rất là cảm thấy giác, rất là hạnh phúc. Và sẵn đây Quyên Quỳnh xin chân thành cảm ơn rất là nhiều những mạnh thường quân trong thời gian qua đã yêu thương và ủng hộ kênh Quyên Quỳnh rất là nhiều. Nếu không có những mạnh thường quân, những khán giả yêu mến channel Quyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ thì sẽ không có kênh Quyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ. Và nếu như Quyên Quỳnh chỉ có một mình thì sẽ không làm được nhiều việc tốt đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần phát quà cho những người đang bị khó khăn bởi dịch bệnh nha cả nhà. Và sẵn đây Quyên Quỳnh mời cả nhà thăm vườn nhà của Quyên Quỳnh ở Việt Nam luôn nha. Cái vườn có chút xíu thôi nhưng mà cũng trồng rất là nhiều hoa, cây ăn trái, rất là mát mẻ. Không khí rất là yên bình, thoải mái. Nào mời cả nhà. Chị Tân là ở khu phố 7 nè Quyên Quỳnh ơi. Hôm nay thì Quyên Quỳnh có gửi tiền về để cho mẹ ủng hộ cho các bà con của trong khu phố mình trong mùa Covid này nha. Thì rất là cảm ơn Quyên Quỳnh với mấy bạn thường quân, với mạnh thường quân ở nước ngoài nó cũng có ủng hộ để về đây giúp cho dân ở khu phố mình cũng rất là khổ. Trong cái mùa dịch này ai cũng thất nghiệp hết trơn, không có tiền. Vậy cũng gửi lời thăm sức khỏe gia đình con, chúc con được bình an mạnh khỏe. Thì sớm về chung vui với gia đình với mẹ con. Chị cảm ơn các mạnh thường quân. Rồi cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ cho ở nhà trong khu phố này. Cảm ơn rất nhiều. Nói hay quá. Vũ Huynh nhìn chú không như vậy. Mười tí rồi rồi lấy đi. Để dễ dàng đi ông áo đi chạy đi vô cho. Đừng đi vũ vũ kinh gạo đi em vũ. Đi xong mình ra để đi. Hôm nay thì mình cũng rất là vui được phát quà, phát gạo cho những bà con khó khăn. Trước đây thì mình cũng đã từng phát quà và phát gạo nhiều lần. Nhưng mà lần này thì mình cảm thấy rất là vui. Tại vì lúc này trong mùa dịch bà con rất là khó khăn. Thì mình nhờ mạnh thường quân ủng hộ. Cho nên Uyên Quỳnh mới có thể giúp được những bà con khó khăn trong cuộc sống một chút ít nào đó. Uyên Quỳnh cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều những mạnh thường quân trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ và đã ủng hộ cho rất là nhiều cuộc đời khó khăn, những anh em vô gia cư. Và cảm ơn những người khán giả rất là trung thành đã tạo nên kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Có thể nói là không phải lần đầu tiên Uyên Quỳnh làm những chương trình phát quà như thế này. Uyên Quỳnh đã từng phát quà ở Mỹ rồi ở Việt Nam. Nhưng mà mỗi lần phát quà cho Việt Nam thì mình cảm giác rất là vui. Cảm thấy công việc của mình làm có ý nghĩa đối với những người khó khăn trong mùa dịch như thế này. Và cũng vì những khó khăn trong lúc dịch bệnh cho nên hôm trước Uyên Quỳnh nói là phát 2 ngày liên tiếp quà. Nhưng mà vì do dịch bệnh hạn chế đi lại cho nên phát 2 ngày cách nhau cũng cả tuần đó cả nhà. Cho nên hôm nay Uyên Quỳnh mới làm video này để cho cả nhà cùng xem nhé. Dạ, 4, 5, 6, 5, 6.
Hù xuống gì không? Chị hù xuống đây. Không có để ưu tiên cho mấy người lạ trước mà. Con kỳ cục lắm. Dạ dạ. Ừ. Ơi. Rồi rồi đấy rồi lấy đi lấy đi. Lấy đi lấy đi. Dì Lan lấy đi, dì Lan lấy đi. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn nhà thôi. À, rồi, 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 đang quay đó, ấy thấy. Đi. Dạ. Cảm ơn Quyên nha. Rồi vô đi, vô đi, vô đi, lấy luôn đi. Vô đi, vậy thì kêu rồi. Rồi lấy đi đen, lấy đi đen. Rồi kinh ra, kinh ra đi, kinh ra. Vũ ơi, Vũ rồi. Nhắn ra luôn nha, Vũ 5 người. Vũ 5 người, lấy 5 người, 5 người vậy hả? Rồi đủ chưa? Đủ chưa? Rồi. Cảm ơn Nguyên nhiều nhân viên. Cảm ơn Nguyên nha Nguyên. Dạ. Rồi Thu làm phận bên đây Thu ơi. Còn chị Thu đâu rồi? Chị Thu đâu mất tiêu rồi? Người ta đi ra rồi, chị Thu đâu rồi? Dì Thu chưa lấy. Dì Thu đâu? Dì Thu đi ăn trước đi đâu rồi? Chưa chưa. Ờ đưa cho dì Vân đó luôn đi vậu. Dạ. Rồi vô đi. Dạ dạ. Dạ, rồi hướng Vũ kinh ra phần cho Vũ kinh phần cho Mỹ trước rồi dùng nhân lệ đi rồi chị đi kêu cái gì để con đang đi luôn mà không đi tiếp chứ đi mấy người kia ra lại không có thêm gà nữa. Rồi bây giờ con chắc lên 5 phần con để đó lên 5 thôi chị Quyên thôi để mình xa tới hơn cổ rồi thôi lại sao phát gạo cho bà con ở trong xã.
mời bà con phải đứng cách xa ra mới phát được á. Chú chú nhìn chú không nhìn chú không lấy đi. Đi vô 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 kinh gạo đi em vô. Ừ. Xong người ta để đi. Để một cái nha. Mà lấy để cho người ta lấy đi. Rồi lấy bình thường đi chú, vô lấy đi, lấy đi. Linh như để xuống đi, các bà đi qua bên đây đi để đặng bà đứng che con mấy người. Thank you.
Những ngôi nhà ở đây thì đa số là sống cũng cách xa nhau chứ không có gần như ở ngoài phố. Ở ngay khu mẹ mình ở thì nhà san sát với nhau rất là đông người. Còn ở khu mình ở thì nhà cách xa cũng khoảng vài trăm mét mới có một căn nhà, hoặc là cũng có khi xa hơn như thế nữa. Đường ở ngoài thì cũng là đường lộ nhựa, nhưng mà ở trong này khu dân cư thì còn chưa có đông lắm. Cũng đông thôi, nhưng mà so với ở ngoài phường thì chưa đông như thế. Cho nên những người tới đây thì họ cũng đi rải rác. Và mùa dịch bệnh này thì cũng nên như thế này, chứ đông quá một lần thì cũng rất là nguy hiểm. Cả nhà cũng có thể thấy những người dân ở đây họ rất là hiền lành, rất là dễ thương luôn. Còn ở khu này sống thì rất là yên bình, cảm giác rất là thoải mái, rất là bình yên ở đây. Mình thì tương đối thích trồng cây cỏ, cho nên nhà mình thì lúc nào cũng trồng cây cỏ hoa lá rất là nhiều hết á. Sau khi phát xong quà thì mình sẽ mời cả nhà tham quan khu vườn nhà mình một chút nhé. Đó, khu vườn cho vui thôi. Chứ thật ra khoảng trước sân như thế này nè cả nhà cũng khá là rộng đó. Tuy là cây cối tùm, nhưng mà tại vì trồng cây cối tùm cho nên thấy không còn sân nữa. Chứ rất là nhiều cây trái trong đó. Bây giờ thì đang đợi những người khác tới nữa để phát quà cho họ. Thì lâu lắm rồi mới quay lại đây phát quà thì mình cảm giác rất là vui. Vui rất là nhiều. Vì mình cảm thấy mình làm được việc rất là tốt. Bây giờ thì chúng ta sẽ thăm vườn hoa nhé. Đây, hoa hồng rất là đẹp ha. Rồi loại hoa này thì ra hoa quanh năm luôn, lúc nào cũng đẹp rực rỡ như thế hết á. Và cây cỏ hoa lá nhiều quá. Mà không sao, mình là thích cây mà. Bây giờ cây ra trái, ra hoa rất là nhiều. Đây nè cả nhà, trước mặt mình là hoa mai đó. Hồi lúc còn ở đây là mình trồng rất là nhiều hoa mai ha. Mình rất là mê hoa mai luôn. Hoa mai và hoa hồng ha. Bây giờ ở bên Mỹ thì lại mê thêm hoa bích hợp, trồng thêm rất là nhiều hoa bích hợp. Rồi cây ăn trái. Thật ra thì khi nhìn hoa nở và những loại cây ăn trái triểu quả thì mình cảm thấy rất là vui. Cho nên từ hồi nhỏ, không phải là bây giờ nha, từ hồi bé là mình đã thích trồng cây rồi. Khi mà ở bên ngoại á, bên ngoại mình có quê nha, có vườn nha, trồng rất là nhiều loại hoa và trồng rất là nhiều loại cây ăn trái khác nhau. Mình hồi nhỏ mình không biết gì cũng đi ra trồng nữa cả nhà, cũng vui lắm. Cho nên bây giờ nhà mình chung quanh toàn là cây không à. cây mít trái rất là đã nha. Cây hoa lan này trồng đã mười mấy năm rồi, hôm nay mới trổ hoa đó cả nhà. Hoa rất là đẹp ha. Trồng lâu quá là cũng không nhớ hồi khi nào nữa, nhưng mà mình nhớ, mình biết là đã lâu lắm rồi. Rồi hôm nay thật là may mắn nở được một chùm hoa, mình rất là thích ha. Rồi. Cây đu đủ có được vài trái cũng khá là dễ thương ha. Và bên đây là vàng thanh long. Thanh long này trồng cũng được 1-2 năm đó cả nhà. Rồi đây là đặc biệt nè, là một cây cao. Cây cao này là mình cất. Cây cao này là mình trồng từ khi mới cất nhà tới nay mười mấy năm đó cả nhà. Hôm nay nó rất là lớn luôn ha, sợ nó ngã nên phải cột dây đó. Wow, cây cao hôm nay lớn quá.
Và có là mình trồng rất là nhiều cây cao này, khoảng là 7-8 cây gì đó. Đây là thêm một cây nữa nè, rất là lớn hôm nay. Quá chừng to luôn á. Đây là cao bụng bầu, hồi xưa đó, nó rất là đắt đó cả nhà. Mình mua lúc mà nó có chút xíu mà rất nhà, xong là mình mua về mình trồng đó, nó nhỏ lắm. Như cây con vậy đó, mới có mấy tháng đó, mà bây giờ là mười mấy năm lớn như vậy đó. Rồi mấy cây hoa, cây mít này, wow, cây mít trái rất là ham luôn ha. Wow, I like it. Quá chừng trái luôn, trái dưới gốc luôn. Còn mấy cây hoa mai đó cả nhà. Mình đặc biệt là rất là thích hoa mai, cho nên nhà mình trồng cũng khá nhiều hoa mai đó. Hồi lúc mình còn ở bên Việt Nam á, là nhà mình toàn trồng hoa mai thôi. Vào mùa gần Tết á, nó cho mình cái cảm giác mình rất là thích thì ngắm một vườn hoa mai vàng á, cảm giác đó mình rất là thích, cho nên trồng hoa mai rất là nhiều. Sau này á, thì gia đình mẹ mình trồng thêm hoa hồng và những loại hoa này thêm nè. Hoa này cũng đẹp, nó có hoa quanh năm. Như thế á, nhìn nhà mình nó cũng khá là đẹp. Loại hoa này lúc nào cũng rực rỡ như thế hết ha. Đây là cây đu đủ nè. Hôm trước có rất là nhiều cây đu đủ rất là sai trái. Hôm nay thì đu đủ không có nhiều trái lắm ha. Bây giờ thật ra có rất là nhiều quý vị khán giả hỏi Uyên Quỳnh đó là Uyên Quỳnh có về quê thường không? Thì trước khi dịch đó cả nhà thì Uyên Quỳnh về rất là thường xuyên ha. Có năm về 2 lần. Thỉnh thoảng thì 2 năm về 1 lần. Nhưng mà sau dịch này thì quá là buồn. Chờ tới nay thì cũng đã 3 năm rồi chưa được về quê đó cả nhà. Rất là buồn, rất là nhớ nhà, rồi rất là nhớ gia đình ha, bà con nữa, bạn bè rất là đông, gia đình rất là nhớ. Bây giờ thì ngồi đây nhìn hình cho đỡ buồn, đỡ nhớ thôi, chứ không biết khi nào mới là về quê được. Hồi trước thì mình rất là thích về dịp Tết đó cả nhà. Thì lúc nào cả nhà cũng biết rồi, khi Tết á, thì ở quê mình rất là vui và hoa mai nở. Mình thích nhất là những ngày gần Tết á, thì nhìn người ta đi mua sắm rồi mình đi mua hoa ở chợ hoa, rất là vui luôn. Nhưng mà từ lúc qua Mỹ tới giờ không có năm nào được về ngay mùa Tết hết. Tại vì thì nếu mà ai ở Mỹ cũng biết lý do vì sao. Những người Việt Kiều ở bên đây ít có người nào mà về được ngày mùa Tết, trừ khi những người lớn tuổi, hoặc là đúng rồi, những người lớn tuổi. Con đã lớn rồi thì có thể về dịp Tết, còn như mình con bắt đi học, dịp Tết mình đâu có về được đâu. Rất là muốn về quê ăn Tết mà chưa có được về quê ăn Tết năm nào hết, không biết khi nào. Bây giờ là dịch tới, không biết khi nào mới được về quê ăn Tết đây. Thôi thì coi video cho đỡ buồn, đỡ nhớ nhà. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share and subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại next video.